này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo khi ấy chẳng thấy sở tu là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện khi ấy chẳng thấy sở tu là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo nghĩa là chẳng thấy ta có thể an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo như thế là an trụ trong tâm vô lậu địa tướng không nhiễm ô không chấp trước, mà an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khi ấy chẳng thấy sở an trụ là thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lộng mà an trụ thành đế khổ tập diệt đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tâm lìa tướng tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tâm lìa tướng tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì tu tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ khi ấy chẳng thấy sở tu là tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát, an trụ tâm vô lậu mà tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ.